Thành ơi, MacBook nhỏ nhỏ rẻ rẻ giờ mua được không nhở? Ui, đừng dại bạn ơi, tôi đang dùng đây, tôi biết. Con này á, nó chỉ ngon ở 3 điểm thôi. Thứ nhất là thiết kế nó sang, cực kỳ mỏng nhẹ hơn cả mấy con MacBook Air 13 inch bây giờ cơ. Thứ hai là màn hình nó đẹp và nét, Retina mà. Và thứ ba là pin nó trâu. Thực ra là con MacBook nào bây giờ nó chả thế. Tuy nhiên là điểm yếu nó cực nhiều luôn. Thứ nhất, con này là laptop đầu tiên trên thế giới dùng cổng USB Type-C. Ngon đúng không? Cắm được hai đầu đúng không? Nhưng mà cả máy có mỗi một cái à? Cắm sạc xong phát là hết cổng luôn. Mà kể cả không sạc, muốn cắm thẻ nhớ USB hay bất kỳ một cái gì bên ngoài ấy, các bạn sẽ phải dùng hub ở đây. Cực kỳ loằng ngoằng. Thứ hai là bàn phím cánh bướm, hành trình phím thì nông, gõ chán lại còn dễ hỏng nữa. Và thứ ba là cấu hình nó yếu, lại còn đắt. Thường ấy là đắt hơn mấy con MacBook Air cùng đời, mà giá thì lại cao hơn cơ. Chốt lại là được đúng mỗi cái màn hình là ăn tiền. Thế nên là từ năm 2018 khi MacBook Air bắt đầu có màn hình Retina và bàn phím xịn hơn, thì cái dòng này nó cũng đi luôn, Apple không làm nữa.